Sao đây, không sao chứ hả? Không sao. Xin lỗi. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Đừng có sao, cho dù Lai cũng sẽ làm gì. Để ít có ai được tốt bụng như vậy ở ngoài đời. Anh như là không giống người bản xứ. Tôi vừa từ nước Mỹ về, đang ở Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự? Phải, thì ở bên kia thôi. Không được, không được, không được đâu. Truyền thống mấy trăm năm của Thiếu Lâm Tự không cho đàn bà tới ở đâu. Huống gì cổ là tu nữ, dẫn cổ đi ngay đi. Sư huynh, có chuyện gì? Sư phụ ạ, cổ bị đám hung đồ đuổi giết từ giáo đường ra đây. Cháu tình cờ bắt gặp, đã cứu cổ gì? Người chưa giữ thân phận nổi mà, đòi cứu người ta. Lần sau dẫn con đầm về thì sao? Sư phụ. Coi 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 coi, sư huynh, coi cổ bỏ ngay đọc thần chú đó. Tâm bậy, cổ đang cầu phước đó. Ê, Lạc Kỳ, cổ là giáo đồ Thiên Chúa, không thể ở đây. Người xuất gia rộng lượng từ bi, sư phụ không thể kỳ thị tín ngưỡng của người khác. Đừng có nói thêm nữa, dẫn cô đi đi, đi đi. À, Nguyên Không sư bá, cháu là con của Nguyên Bảo. Hả? Nguyên Bảo sư đệ, cô có gì chứng minh không? Có tờ làm chứng. Đó, chỉ thế à? Chỉ cả, tại 12 tuổi năm nay, có một ngày, có một thủ hào lại đến nhà. Tiểu Hồng, lại đón khách. 我看你这武馆很冷清，没什么学生，干脆卖给我盖大楼怎么样？不行，这武馆是我祖上传下来的，我要是卖了就败家了，不能败在我的手里。好，来喝酒。来来来，菜来了。张师傅，咱们做笔生意怎么样？生意？讲。钟师傅。 Mấy năm trước, ông với Nguyên Công sư phụ bảo vệ cho phi mã gì đó. Anh muốn nói là phi mã đạt yến? Không sai, không sai. Chính là phi mã đạt yến. Ồ, thì ra anh nói tới đây nửa ngày rồi không phải là võ đường của tôi, mà là phi mã đạt yến hả? Thì là tức quá đi. Trung sư phụ, sao không lấy phi mã đạt yến ra bán nó đi, thì sau này sẽ được ăn sung mặc sướng. Cái lợi nhuận lớn như vậy có phải được dù cả làng không? Đừng có nói thêm nữa, phi mã đạt yến không có ở đây. Xin chào. Trung sư phụ, đừng có rượu mời không uống, muốn rượu phạt nha. Muốn hù tôi hả? Anh chưa có đủ sức đâu. Cút ngay đi. Lão gia, hắn muốn gì? Hắn quỳ hiếp tôi, bắt tôi phải giao ra phi mã đạt yến. Thì là tức quá đi. Lãng phí rượu ngon của tôi, cất lại. Ờ, Tiểu Hồng, qua giúp một tay. Dạ. Mẹ, để xảy ra chuyện gì? Chuyện người lớn con nít đừng xen vô. Làm việc đi. Mở lên. Chừng lỡ đầu ra đi. Hi, muốn được phạt hả? Mấy người kêu sát gì? Các người làm gì đó? Nếu không vào phi mã đạt yến ra, hôm nay tôi giết ngươi. Nói chơi. Giỏi.
Lên! Bà, hãy mau dẫn con Hồng đi trước đi. Không được. Chạy đi. Chạy thì chạy lẹ đi. Không được. Chạy. Nhớ kỹ, giao thứ này cho Nguyên Không Sư Huynh. Ông nhìn thấy là hiểu liền. Mai mốt tôi sẽ tới hội họp với các người. Không được đâu, lão già. Chạy lẹ đi, mau lên. Tiểu Hồng à, mình chạy mau. Mẹ, vậy chưa? Ông sẽ tới cái mình, đi mau. À, sư thúc, ông đi rồi sao? Có cái cây không dùng mà dùng cái đầu đi gõ chuông. Ông thì là giỏi. Chưa đâu, chiêu này cần lợi hại hơn nữa. Không lẽ công lực của mình đã bị suy thoái sao? Không có nghe được gì hết vậy? Ờ, nhà ngươi muốn thử hả? Lại đi. Mau lên nè, vô. À, không, vô, không, không có thử, không có thử. Đây à, không có thử. Đó, thấy chưa? Em, đi à, đi à. Đến bàn, đến đây, đến đây. Mày làm cái gì vậy? Có tao mà mày giữ tay. Cái ai nữa? Mày còn nói. Ê, đại sư Quỳnh đằng trước, không phần lớn nhỏ. Chào các em, tôi là tôn nữ Maria. Cảm tạ Thiên Chúa thiết cơm cho con. Hồi ngửi chưa tiếp mình lấy quan luôn. Ê, tiểu đệ đến. Lấy lương đều cứ hỏi qua ăn. Cảm ơn Thiên Chúa đã thiết cơm cho con ăn. Amen. Amen. Nè. 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 Bộ anh đói bụng lắm sao? Sao ăn hết các thứ màu quá vậy? Ừ, ăn hết rồi sao? Tôi thiệt là đói bụng. Tôi cũng vậy. Mấy người một nữa nha. À, cảm ơn. Nè, cái này có sữa bò uống không? Có. Thiệt hả? Ừ. Các em dẫn chị đi nha. Chị thiệt là muốn uống. Dạ. Yeah. Qua phải tự giác đó hả? Dĩ nhiên, vậy mới tươi. Con bò ở đâu? Ở đằng kia. Chỉ có hai con thôi. Ừ. Sao các sư huynh không đi? Chúng ta không đi. Hai người đi đi. Chúng tôi còn phải canh chừng cho hai người mà. Đi mau đi. Đi rồi, đi mau đi. Tôi dẫn các bà đi. Con bò này đẹp quá. Nè ngoan nha. Cho mượn chút sữa để uống nha. Ráng chịu khó một hồi nha. Nè con có biết hay không? Con biết hả? Sứ thành đó. Uầy, bầu trời hả? Trời vui quá. Bị rồi. Đi, đi, đi. Ê, uống
sữa chưa đủ, còn muốn ăn lung phân hả? Cái bãi giờ đây là ngon lắm đó. Quê cái đám kỹ này. Chạy lên lên đi. Là tới giấc sữa bò của tao rồi. Bắt được là tụi mày chết. Các người làm gì đây? Cặp con không lo đi đóng củi. Dạ, đi liền. Nè, bây giờ ngươi phải biết thở, đừng có cục cửa nha. Lát chúng ta về chơi tiếp. Không ngờ luyện công như vậy cũng thoải mái lắm chứ. Ờ, phải bế thở. Chờ chết nè. Ý, nhắm vào bên kia, bắn cho trúng nha. Mau lên, được không? Bắn.